Đây có khách đi xe 7 chỗ xuống Quyến Mộ cầu 5 mà mọi người ơi. Thấy không? Tại giờ khách đang di chuyển vào nha mọi người. Chuyển vào đi Quyến Mộ cầu 5. Ủa mấy cô ở đâu đến nha mấy cô? Ở đâu đến vậy cô? Ở miền Tây. Miền Tây lên. Cô ở miền Tây đến mà. Đoàn xe 7 người nha. Miền Tây đến. Quá hay cho chị chặt pháo tay các bạn ơi. Đó. Mấy cô mới vừa đến đây viếng mộ cầu 5. Và hôm nay thì sẽ bây giờ là rất là nhiều người đến đây. Nghe mình đó anh. Nghe mình đây nè. Nghe người. Nghe hả? Không sợ vàng. Tham quan thôi mà thôi. Đây là mấy chú với cô đang tham quan không người. Chờ mấy thương người sao anh không lấy yêu nhau lại lỗi để em quay về trong nỗi nhớ mong dầu say lòng say hai là em thương nhớ anh phụ em rồi. Sao mặt ấm kìa. Chị ngồi nha, chị ngồi bên hông, cái chị sờ tay lên nó bên hông á, qua bên hông mình đó hả? Ờ đó, chị sờ tay lên cậu Nam và chụp. Ờ, tay này cũng đẹp đó nè. Ờ đó, đúng rồi đó. Rồi chị giờ. Chào hai người đẹp video nha. Đây có mấy rồi chị là nhân viên. Hello, gặp người đẹp video. Chị đang đứng đang nhìn ngắm đó. Má em rồi. Tới rồi, đứa con nè. Đi đây lời đâu sao đành. Rồi, cảm ơn chị à. Rồi, cảm ơn chị Huệ. Huệ ơi. Còn đâu chị? Ơi, hai tuần giờ tan còn nặng. Nói bé nhỏ nhân gánh tình chúng ta gây đổ tử lo khán giả đang tham quan mộ cầu 5 luôn rồi. Tham quan mộ cầu 5 thấy anh Dũng gì tiền của không? Đi chung với bà không à? Rất là đông người ha.
Còn mấy cô đang nhận hình nè. Rồi, tổng quan buổi sáng nay rồi ha. Có ai còn hiểu không? Còn mấy tấm kia nữa. Bây giờ mới lỏng hết cái tủ hả? Hai là ba giờ là cũng mình là đến đâu chị? Anh giữ cái điều tôi giá đây nào. Ông muốn ăn bộ mà nghệ sĩ. Mọi người thấy không, rất là đông khán giả đến đây đang di chuyển vào, mọi người thấy không? Dạ đến rất là đông. Thì lúc đó là chị gặp anh Năm Vũ Linh là anh sống cùng chung với giữ lại cho đẹp đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em sẽ quay một vòng nữa thì em sẽ kết thúc cái video mọi người ha. Người xem mà cho em xin một like một cái nha. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người xem mà cho em xin một like và đăng ký ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để cột ăn, để cột ăn, giống ăn luôn thầy đó. Giống ăn luôn thầy đó, nãy giờ em mới là...